ông Trump chiến thắng nghẹt thở trước bà Harris, trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Nhờ đâu ông Donald Trump làm nên cú lội ngược dòng không tưởng? Tổng thống Ukraine xác nhận đụng độ binh lính Triều Tiên. Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc nhạy cảm. Bão Yinxin rất mạnh, giật cấp 16 đang di chuyển vào Biển Đông. Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ông Trump chiến thắng nghẹt thở trước bà Harris, trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Fox News vừa gọi tên ông Donald Trump ở bang chiến trường Wisconsin, đồng thời khiến ông đạt số tổng số phiếu là 277, vượt quá mốc cần thiết để chiến thắng là 270. Bà Harris hiện vẫn giữ 226 phiếu. Ngoài Fox News, các cơ quan truyền thông lớn khác của Mỹ vẫn chưa gọi tên người chiến thắng. Một số hãng tin và báo khác, Reuters, ông Trump 246, bà Harris 194, AP, ông Trump 248, bà Harris 214, CNN, ông Trump 246, bà Harris 187. Fox News gọi tên bà Harris ở Minnesota. Với 10 phiếu đại cử tri từ bang Minnesota, bà Harris hiện có 226 phiếu, trong khi ông Donald Trump đang có 267 phiếu. Trong số các bang còn lại, các bang chiến trường Wisconsin đã kiểm được gần 88% số phiếu. Ông Trump hiện đang chiếm lợi thế ở đây với cách biệt hơn 4 điểm phần trăm. Ông Trump cũng đang dẫn trước ở các bang Michigan, Nevada, Arizona và Alaska, những nơi có số phiếu bầu đã kiểm mới chỉ đạt 25-75%. Trước đó, bà Harris đã thắng ở bang New Mexico. Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng ở bang New Mexico với 5 phiếu đại cử tri, theo CNN. Theo đài CNN, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng tại bang chiến trường quan trọng Georgia với 16 phiếu đại cử tri. Đây là bang chiến trường thứ hai về tay ông Trump sau bang Bắc Carolina. Ông Donald Trump từ bị ám sát hụt đến con đường trở lại Nhà Trắng đầy chông gai. Theo Fox News, nếu như không có gì thay đổi, chiến thắng đầy bất ngờ của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đánh dấu một hành trình trở lại Nhà Trắng với một loạt diễn biến bất ngờ chưa từng có. Đầu tiên, ông Trump đã trải qua hai vụ ám sát hụt, trong đó có một lần ông bị viên đạn xuyên qua vành tai. Ông cũng đã có màn đối đầu bất ngờ với lần lượt hai đối thủ từ đảng Dân Chủ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời cuộc đua và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thay thế vị trí ứng viên chỉ vỏn vẹn hơn 100 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Nếu chiến thắng được xác nhận, ông Trump cũng sẽ là tổng thống đầu tiên phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp kể từ thời cựu tổng thống Mỹ Grover Cleveland, người vào năm 1892 đã đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống và trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng sớm hôm 6 tháng 11, ứng viên đảng Cộng hòa cũng nói rằng đảng của mình đang mở rộng liên minh sang các cộng đồng thường bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Họ đến từ mọi phía, có liên minh, không liên minh, người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Ả Rập, người Mỹ gốc Hồi giáo. Chúng tôi có tất cả mọi người, và điều đó thật tuyệt vời, ông Trump nói. Ông cũng ca ngợi đó là sự sắp xếp mang lại tính lịch sử, đoàn kết những công dân thuộc mọi hoàn cảnh, xung quanh một cốt lõi chung của lẽ thường tình. Theo The Guardian, điều này có vẻ đúng với thực tế, ít nhất là một phần. Mặc dù chưa kiểm hết tất cả các lá phiếu, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump có thể đã tăng lên trong một số nhóm, chẳng hạn như người Mỹ gốc Latin, những người đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden 4 năm trước. Nhờ đâu ông Donald Trump làm nên cú lội ngược dòng không tưởng? Tờ Newsweek nhận định, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã thành công trong việc trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai, hoàn tất cú lội ngược dòng, tưởng chừng như không thể. Kể từ thời ông Grover Cleveland năm 1892, chưa có một tổng thống Mỹ nào được bầu hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Các quan chức đã gần hoàn tất quy trình kiểm phiếu tại hơn 1.600 hạt, khoảng 1/2 nước Mỹ, và tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng khoảng 2 điểm phần trăm so với năm 2020. Reuters nhận xét, diễn biến này phản ánh sự xoay chuyển rộng rãi, thậm chí là đặc biệt sâu sắc trong cách người Mỹ ủng hộ vị tổng thống chính họ loại bỏ vào 4 năm trước. Báo cáo từ Edison cho hay, ông Trump nhận được lòng tin của nhiều người gốc Tây Ban Nha hơn,
vốn là nhóm cử tri trung thành với đảng Dân Chủ. Ngoài ra, những hộ gia đình có thu nhập, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá cả leo thang, cũng ủng hộ ông Trump nhiều hơn. Tiếp đến, ông Trump giành được lá phiếu của 45% cử tri gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc, kém hơn con số 53% của bà Harris, nhưng tăng khoảng 13 điểm phần trăm so với năm 2020. Khoảng 31% cử tri nói nền kinh tế là vấn đề quan trọng hàng đầu, và 79% trong số này đã bỏ phiếu cho ông Trump. Khoảng 45% cử tri cả nước cho biết tình hình tài chính của gia đình hiện tệ hơn so với 4 năm trước, nên 80% trong số này ủng hộ cựu tổng thống. Ông Trump cũng cải thiện thành tích ở các hạt ngoại thành, vùng nông thôn và thậm chí cả một số thành phố lớn, vốn là thành trì của đảng Dân Chủ. Đối thủ Kamala Harris đã kỳ vọng vào cử tri thành thị và ngoại ô, song thành tích của bà kém khá xa so với Tổng thống Joe Biden 4 năm trước đó. Ngoài ra, dữ liệu ban đầu cho thấy ông Trump đã thuyết phục được cả người Mỹ gốc Latin, những cử tri theo ông Biden trong lần trước. Chiến lược tranh cử của cựu Tổng thống chủ yếu tránh xa báo chí chính thống, tập trung thu hút các cử tri nam trẻ tuổi và cử tri thiểu số bất mãn thông qua postcard, với sự đồng hành của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ông Trump khẳng định sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mang thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ trở lại. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống và trong bài phát biểu chiến thắng ngày 6 tháng 11, ông luôn nhấn mạnh đảng Cộng Hòa đang mở rộng liên minh đến các nhóm sắc tộc trước đây thường ủng hộ đảng Dân Chủ. Họ đến từ mọi tầng lớp, công đoàn, ngoài công đoàn, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Ả Rập, người Mỹ theo đạo Hồi. Chúng ta có mọi cử tri, thật tuyệt đẹp, cựu tổng thống nói. Trước khi có kết quả bầu cử, ông Trump và bà Harris đã không ít lần có những phát ngôn gây tranh cãi. Thế nhưng, khi truyền thông gửi ông Trump là người chiến thắng, thì bà Harris lại có động thái không ngờ. Đến nay, bà vẫn chưa có phát biểu gì, trong khi đám đông lớn những người ủng hộ bà đã tụ tập tại Đại học Harvard, nơi bà từng theo học. Đồng chủ tịch chiến dịch của bà, ông Cedric Rickman, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông sau nửa đêm, nói rằng Harris sẽ phát biểu trước công chúng trong ngày 6 tháng 11 giờ địa phương. "Chúng tôi vẫn còn phải chờ kiểm phiếu", ông nói. Trong khi đó, ông Trump đã ngay lập tức có bài phát biểu tự tin về chức tân tổng thống năm 2024 của nước Mỹ. Ông Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi các cơ quan truyền thông gọi tên ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Xuất hiện tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở bang Florida lúc rạng sáng ngày 6 tháng 11 giờ miền đông nước Mỹ, tương ứng buổi chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bài phát biểu của ông bắt đầu chỉ hơn nửa giờ sau khi Fox News dự đoán rằng ông đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu cùng với gia đình và người bạn đồng hành tranh cử, ứng viên phó tổng thống J.D. Vance. "Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ", ông Trump khẳng định giữa tiếng reo hò ủng hộ của đám đông tại Palm Beach. Hầu hết các cơ quan báo đài tại Mỹ đã khẳng định rằng ông Trump giành được chiến thắng ở các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia và dẫn đầu ở 4 tiểu bang còn lại, theo Edison Research. Động thái bất ngờ của bà Harris khiến nhiều người ngỡ ngàng, trong khi trước đó, trong cuộc tranh cử, bà Harris đã đưa ra những cảnh báo đối với ông Trump. Tổng thống Ukraine xác nhận đụng độ binh lính Triều Tiên. Hôm 5 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những bình luận đầu tiên về các vụ đối đầu với quân đội Triều Tiên sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận quân đội hai nước đã có một cuộc giao tranh nhỏ. "Vâng, tôi nghĩ vậy. Đây là cuộc giao tranh", ông Umerov nói với bằng tiếng Anh trên đài KBS của Hàn Quốc khi được hỏi liệu có xảy ra đụng độ với quân đội Triều Tiên hay không. Theo Reuters, vụ việc này là sự leo thang rõ ràng trong cuộc xung đột kéo dài đã gần 3 năm giữa Nga và Ukraine. Những cuộc đụng độ đầu tiên với quân đội Triều Tiên mở ra một trang mới bất ổn, Tổng thống Ukraine cảnh báo. Trong bài phát biểu qua video vào buổi tối mùng 5 tháng 11, ông Zelensky cho biết thêm, những sự ủng hộ đối với Ukraine trước tình hình mới này không chỉ bằng lời nói mà còn bao gồm các bước chuẩn bị hành động để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Cũng trong ngày 5 tháng 11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hơn 10.000 quân Triều Tiên đã đến Nga, với một số lượng đáng kể ở các khu vực tiền tuyến, bao gồm cả vùng Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào tháng 8.
Ông Zelensky cũng trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết mùng 4 tháng 11 rằng 11.000 binh lính Triều Tiên đang ở Nga. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho biết ít nhất 10.000 binh lính Bắc Triều Tiên đang ở vùng Kursk nhưng không thể xác nhận chuyện họ tham gia chiến đấu. Bản tin của KBS dẫn lời ông Umerov nói rằng dự kiến số lượng lính Triều Tiên được triển khai sẽ tăng mạnh. Ông Umerov dự đoán thời gian huấn luyện quân đội Triều Tiên ở Nga sẽ rút ngắn từ 1 tháng xuống còn 1 đến 2 tuần. Nga không thừa nhận quân đội Triều Tiên đang ở trên lãnh thổ của mình nhưng cũng không phủ nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng vấn đề thực hiện hiệp ước phòng thủ với Bình Nhưỡng tùy thuộc vào Nga. Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc nhạy cảm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong bối cảnh căng thẳng trong nước và cuộc xung đột trên nhiều mặt trận. Al Jazeera cho hay, Thủ tướng Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng với lý do đã mất niềm tin vào ông Gallant trong chỉ đạo các chiến dịch của Israel ở Gaza và Liban. Niềm tin tuyệt đối giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là cần thiết hơn bao giờ hết. Những tháng đầu chiến dịch đã có sự tin tưởng và làm việc rất hiệu quả. Niềm tin đó đã bị xói mòn trong vài tháng qua. Trước tình hình này, tôi đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 5 tháng 11. Cùng với đó, Thủ tướng Israel tuyên bố bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz thay thế vị trí của ông Yoav Gallant, đồng thời chỉ định Bộ trưởng Không bộ Gideon Saar làm lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Gallant bị sa thải đúng vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả của cuộc bầu cử sẽ quyết định mối quan hệ 4 năm tiếp theo giữa Washington với Tel Aviv. Ông Gallant được đánh giá là một trong những quan chức Israel đáng tin cậy nhất với Mỹ. Phản ứng trước quyết định sa thải, ông Gallant viết trên X rằng an ninh Israel vẫn là sứ mệnh của cuộc đời tôi. Ông Yoav Gallant có quan điểm cứng rắn khi đối phó nhóm Hezbollah ở Liban, nhưng thường xuyên bất đồng với Thủ tướng Netanyahu về tương lai xung đột ở giải Gaza. Thủ tướng Netanyahu hồi tháng 8 chỉ trích ông Gallant có lời lẽ chống đối sau khi ông được cho là có quan điểm ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Netanyahu khẳng định đã nỗ lực thu hẹp khác biệt, song tình hình chỉ ngày càng tệ hơn. Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới, khiến hơn 1.200 người ở Israel thiệt mạng ngày 7 tháng 10 năm 2023. Họ cũng bắt hơn 250 người về giải Gaza làm con tin. Sau nỗ lực đàm phán ngừng bắn giải cứu con tin cuối năm ngoái, hiện ước tính còn gần 100 con tin bị giữ ở giải Gaza, trong đó một số người được cho là đã thiệt mạng. Chiến dịch của Israel tại giải Gaza đã khiến hơn 43.300 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân, theo cơ quan y tế khu vực. Xung đột Israel-Hamas cũng thu hút nhiều lực lượng do Tehran hậu thuẫn tham gia nỗ lực chống Tel Aviv, trong đó đáng chú ý nhất là lực lượng Hezbollah. Bão Yinxing rất mạnh, giật cấp 16 đang di chuyển vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một cơn bão rất mạnh, tên quốc tế là Yinxing, đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Hồi 10 giờ ngày 6 tháng 11, vị trí tâm bão Yinxing ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 13, 134-149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm nay. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 510 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão Yinxing, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, 7, từ chiều tối và đêm mùng 7 tháng 11, tăng lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm 6 đến 8 m, biển động dữ dội. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trước đó, một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông quần đảo Visayas đã mạnh lên thành bão nhiệt đới khi tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines, PA, sáng 4 tháng 11, được dự báo có thể đạt cấp cuồng phong vào tối 5 tháng 11 hoặc rạng sáng 6 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 13 đi vào PA. Kể từ đầu năm đến giờ, bão này có tên địa phương là Mas, tên quốc tế là Yinsing, theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA. Lúc 4 giờ ngày 4 tháng 11, tâm bão ước tính cách miền đông Visayas khoảng 935 km về phía đông. Bão Mas có sức gió tối đa lên đến 65 km/h gần tâm, gió giật lên đến 80 km/h. Bão này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Cũng theo PAGASA, bão có thể chuyển hướng về phía Tây trong vòng 24 giờ do vùng áp suất cao ở phía Bắc của bão. Nếu kịch bản này xảy ra, bão có thể đổ bộ vào tỉnh Isabela thay vì quần đảo Babuan. Theo giới chức PAGASA, bão Mas dự kiến mạnh dần lên và có thể đạt cấp bão nhiệt đới mạnh vào sáng hoặc chiều ngày 5 tháng 11, trước khi có thể đạt cấp cuồng phong vào tối cùng ngày hoặc rạng sáng 6 tháng 11. Rãnh áp thấp của bão đang ảnh hưởng đến miền đông Visayas, khu vực Bicol, tỉnh Aurora, tỉnh Quezon và phần còn lại của thung lũng Cagayan. Cùng ngày, Đài Thiên văn Hồng Kông, Trung Quốc dự báo bão Yinsing sẽ đi vào vùng cảnh báo 800 km của đặc khu hành chính này vào lúc 2 giờ ngày 9 tháng 11. Philippines ngày 3 tháng 11 đã nhận được dự báo về một vùng áp thấp vừa hình thành bên ngoài khu vực trách nhiệm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới và có thể tấn công liên tiếp vào các khu vực ven biển của nước ta. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra, bao gồm gió mạnh và mưa lớn, có nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã lên kế hoạch ứng phó và khuyến khích mọi người theo dõi thông tin thời tiết để bảo đảm an toàn. Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua thử thách này. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, vừa thông báo về sự hình thành của một vùng áp thấp ở phía đông đảo Mindanao vào sáng sớm ngày 3 tháng 11. Vùng áp thấp này hiện đang nằm bên ngoài khu vực trách nhiệm của nước ta, có khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo cơn bão có thể tấn công liên tiếp vào các khu vực ven biển, mang theo gió mạnh và mưa lớn, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền đã khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin từ PAGASA để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. ABS, CBN News dẫn lời từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, cho biết vùng áp thấp hiện tại có khả năng đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines, PA, vào cuối ngày 3 tháng 11 hoặc sáng sớm 4 tháng 11 giờ địa phương. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là cơn bão số 13 đi vào PA trong năm 2024, mang tên địa phương là Mas. Bão nhiệt đới Rafael mạnh lên thành bão cấp 1. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết, bão nhiệt đới Rafael đã mạnh lên thành bão cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson của nước này khi quét qua Jamaica và tiến về khu vực phía Tây Cuba. Đây tiếp tục là tin xấu đối với Cuba. Đất nước vẫn đang phải khắc phục nhiều hậu quả nặng nề sau cơn bão Oscar xảy ra cách đây không lâu. NHC cho biết, bão Rafael đang ở khu vực cách đảo Little Cayman thuộc quần đảo Cayman 35 km về phía đông nam, với sức gió tối đa duy trì ở mức 120 km/h và đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 24 km/h. Cơn bão này được dự báo sẽ đổ bộ vào Cuba trong ngày 6 tháng 11 sau khi gây ra mưa lớn ở Jamaica cũng như quần đảo Cayman, có nguy cơ gây lũ lụt và sạt lở đất. Trước diễn biến của bão Rafael, chính phủ Cuba đã tạm đóng cửa các trường học và dừng các hoạt động không thiết yếu ở những địa phương dự báo sẽ có bão đi qua. Chính phủ Cuba đã kêu gọi các địa phương triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó bão, dự kiến sẽ tác động trực tiếp tới nhiều tỉnh của quốc đảo Caribe này vào rạng sáng 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Trong khi đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel de Moraes và Thủ tướng Manuel Mario Cruz, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã họp khẩn cấp để chỉ đạo và cập nhật các phương án phòng chống bão như sơ tán người dân, bảo vệ tài sản vật chất, thu hoạch mùa màng sớm, đảm bảo lương thực và chuẩn bị máy phát điện ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Tại cuộc họp, Thủ tướng Cruz yêu cầu chính quyền các địa phương nằm trên đường đi của bão Rafael gồm Pina del Rio, Artemisa, Isla de la Juventud, La Habana, Mayabique và Matanzas không được chủ quan và phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động.
Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!